sao? Muốn gì mà phải làm đâu. Không thì tao sống trên đời đâu biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu đang làm nhảm cái gì vậy? Gần đây tôi liên tục nhìn thấy một cơn ác mộng. Ác mộng hả? Ờ. Trong giấc mơ đó tôi đang trên đường trong lửa một trong tội phạm. Nhưng trước khi kịp phát triển thì đã bị đánh một nhát. Thắng tỷ nói luôn là có cái chuyện của tôi mời. Mà chuyện chính là như vậy đó. Tóm lại thì bây giờ hãy thỏa sức đi ra Osaka đi. Ông anh. Cho anh xin lỗi cho. Mày chi ơi. Ủa, nó cũng không tới rồi. Tên của tôi là Sakata. Nhân viên điều tra của sở cảnh sát tôi xin lỗi vì nói hơi công việc bây giờ tôi.